Ngày 19 tháng 11, tại quê hương anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Viết Xuân, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Ban Thanh niên Quân đội phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Ngũ Kiên, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương và nhiều hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn xã. Tại cuộc thi, 40 em học sinh trường Trung học cơ sở Nguyễn Viết Xuân, xã Ngũ Kiên được chọn lọc tham gia trả lời các câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến những kiến thức về biển đảo Việt Nam. Cuộc thi cũng nhận được sự tham gia hưởng ứng tích cực, nhiệt tình của gần 300 thầy và trò trên địa bàn xã. Đây là dịp để tuyên truyền giáo dục nâng cao hiểu biết cho các thầy cô giáo, các em học sinh và nhân dân địa phương về biển đảo Việt Nam. Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982, Luật Biển Việt Nam năm 2012, Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018 về chức năng nhiệm vụ truyền thống của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, qua đó xây dựng lòng yêu nước, yêu biển đảo quê hương, nâng cao trách nhiệm công dân đối với sự nghiệp đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, góp phần tăng cường sự đoàn kết, hiểu biết, gắn bó giữa cán bộ chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam với các em học sinh, thầy cô giáo và nhân dân địa phương trên địa bàn nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức trao giải nhất cho em Nguyễn Phương Thúy, học sinh lớp 8A, trao giải nhì cho em Hoàng Thị Khánh Huyền, học sinh lớp 7A, trao giải ba cho các em Trương Thị Ánh Nguyệt, Trần Thị Bích Ngọc, Trương Trọng Thái, Vũ Thị Thúy Ngọc, học sinh lớp 8A, 7A và nhiều giải khuyến khích. Tham gia cuộc thi này rất là vui luôn, để là mình đạt vượt quá mức bản thân của mình, vượt qua cả giới hạn của mình luôn. Có thể tìm hiểu thêm được rất nhiều kiến thức mà em chưa biết. Có thể giao lưu và cởi mở hơn, kết bạn với nhiều người hơn, gợi cho em thêm được rất nhiều tình yêu quê hương biển đảo, giúp cho đất nước Việt Nam chúng ta sẽ trở nên là một đất nước thật sự rất đẹp và giàu tài nguyên. Xin cảm ơn Cảnh sát biển Việt Nam đã đưa chương trình về với các em học sinh trường Trung học cơ sở Nguyễn Viết Xuân, giúp các em hiểu rõ hơn rất nhiều về tình hình biển đảo Việt Nam và cảm thấy yêu quê hương mình hơn ạ. Nhân dịp này, ban tổ chức cuộc thi trao tặng 6 suất quà cho thân nhân gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người bị chất độc màu da cam, cán bộ tiền khởi nghĩa, cơ sở cách mạng, hộ nghèo trên địa bàn xã Ngũ Kiên, mỗi suất gồm 1 triệu đồng tiền mặt và quà hiện vật. Trao tặng 50 xe đạp cho học sinh trường Trung học cơ sở Nguyễn Viết Xuân, trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân, xã Ngũ Kiên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Hôm nay sau khi cháu nhận được chiếc xe đạp từ Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển thì cháu cảm thấy rất là vui và cảm ơn. Thì cháu hứa sẽ dùng chiếc xe đạp này để phục vụ cho việc học tập cũng như là lời cảm ơn Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển ạ. Hiện nay thì chúng tôi cơ bản là đã thực hiện được tuyên truyền tập trung vào 28 tỉnh thành có biển và hiệu quả rất tốt. Cấp Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển thì tổ chức ở các cái tỉnh có thể là sâu trong nội địa. Còn các Bộ Tư lệnh vùng ở các 4 vùng thì trực tiếp tuyên truyền ở các cái huyện, xã, tỉnh ven biển. Và kết quả các cái cuộc thi và các cái cuộc tuyên truyền đều được đến người dân. Đấy, và được người dân, cán bộ, chính quyền địa phương đánh giá rất cao. Và người dân rất ghi nhận và phấn khởi. Và đã góp phần vào cái bảo vệ môi trường, bảo vệ chủ quyền biển đảo rất là tốt. Đến nay, chương trình Em yêu biển đảo quê hương đã và đang đạt được nhiều hiệu ứng tích cực về mặt nhận thức. Đặc biệt là các tỉnh có biển đang có chuyển biến mạnh mẽ trong công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ biển đảo quê hương, từ đó góp phần vào xây dựng quê hương thôn xã giàu đẹp văn minh.